Truyện vừa Paul và Virginie, tác giả Bernadette de Saint-Pierre-Jacques-Henri, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chị hãy học đi con trai, các nhà thông thái đã viết trước chúng ta là những du khách đi trước chúng ta trên những nẻo đường bất hạnh, đang chìa tay cho ta và mời chúng ta cùng đi với họ. Khi mọi thứ đều từ bỏ ta, một quyển nhân sách tốt là một người bạn tốt. À, Paul kêu lên, cháu từng không biết đọc khi Virginie ở đây, cô ấy cũng không học hành gì hơn cháu. Nhưng khi cô ấy nhìn cháu và gọi cháu là bạn, thì cháu không thể nào phiền muộn được. Chắc rồi, tôi nói với chàng, không có người bạn nào dễ chịu hơn một người tình yêu mình. Trong người phụ nữ có điều gì đó hơn cả niềm vui nhẹ nhàng xóa tan nỗi buồn của người đàn ông. Những nét duyên của nàng xóa hết những bóng ma đen tối trong suy nghĩ. Trên nét mặt nàng là những nét lôi cuốn, dịu dàng và lòng tin cậy. Còn niềm vui nào nồng nhiệt hơn niềm vui của nàng? Giận tráng nào mà không tan biến hết mọi nếp nhăn trước nụ cười của nàng? Cơn giận nào cưỡng lại nổi những giọt nước mắt của nàng? Virginie sẽ trở về với nhiều triết lý hơn cháu có. Nàng sẽ rất ngạc nhiên vì không tìm lại được khu giường đã được tái lập. Khi nàng là người chỉ nghĩ đến việc làm cho giường đẹp thêm lên, dù người họ hàng của nàng hành hạ cách xa mẹ nàng và cháu, ý nghĩ về chuyện Virginie sắp trở về khiến Paul lấy lại được can đảm và đưa chàng về những công việc đồng án. Hạnh phúc ở giữa những lao nhọc đã tạo cho công việc của chàng một mục đích, khiến những nỗi đam mê của chàng vui thích. Một buổi sáng, lúc rạng sáng, là ngày 24 tháng 12 năm 1744, Paul khi thức dậy thay một cờ hiệu màu trắng trên núi khám phá. Cờ hiệu này là dấu hiệu của một chiếc tàu mà người ta thấy trên biển. Paul chạy ra thành phố để đi biết liệu chiếc tàu có mang đến tin tức của Virginie không. Chàng ở đấy đến khi qua tiêu ở cảng trở về, ông này đã lên tàu để nhận diện nó theo thông lệ. Người này đến tối mới về. Ông ta báo cáo cho ông thống đốc biết rằng con tàu được báo hiệu là tàu Saint-Giron, trọng tải 700 tonneau do thuyền trưởng Aubin chỉ huy. Tàu đang ở ngoài khơi cách bờ 4 dặm và trưa ngày hôm sau mới vào cảng Louis nếu thuận buồm xuôi gió. Lúc này, cảng chưa thuận, người qua tiêu trao lại cho ông thống đốc những bức thư mà con tàu mang từ Pháp đến. Có một bức thư cho bà de la Tour với nét chữ của Virginie. Paul tóm lấy ngay lập tức, rung cảm hôn lên đó, siết thư vào ngực và chạy về nhà. Từ xa, chàng đã thấy gia đình mình đang chờ chàng trở về trên tảng đá vĩnh viễn. Chàng giơ cao bức thư trong không trung mà không thể nói gì. Và ngay lập tức, mọi người tụ họp lại ở nhà bà de la Tour để nghe đọc thư. Virginie nhắn với mẹ nàng rằng nàng đã cảm nhận nhiều biện pháp xấu xa của bà dì, muốn gả nàng dù nàng không muốn. Cuối cùng thì tước quyền thừa kế của nàng và đuổi nàng về vào mùa chỉ cho phép nàng về Île-de-France trong giông bão. Nàng đã cố gắng lai chuyển bà nhưng vô ích, khi nói rằng mẹ nàng đã dạy cho nàng những thói quen từ thuở còn thơ, rằng nàng bị coi như một cô gái điên rồ mà đầu óc bị tiểu thuyết làm cho hư hỏng. Giờ đây, nàng chỉ thấy hạnh phúc khi gặp lại và ôm hôn gia đình thân yêu của mình. Và nàng rất hài lòng vì ao ước này ngay vào ngày hôm đó, nếu ông thuyền trưởng cho phép nàng lên bờ trong chiếc tàu xà lúp của ông qua tiêu. Nhưng ông không cho phép nàng đi vì đất liền rất xa, và một biển rộng đang ngự trị ngoài khơi dù gió lặng. Khi lá thư này vừa được đọc, thì cả gia đình vô cùng vui mừng kêu lên, Virginie đã đến. Chủ nhân và đầy tớ, mọi người đều ôm hôn nhau. Bà de la Tour nói với Paul, con trai của ta, hãy báo cho ông láng giềng biết rằng Virginie đã đến. Ngay lập tức, Domaine thắp một ngọn đuốc củi tròn và Paul cùng với ông đi về phía nhà tôi. Khoảng 10 giờ tối, tôi vừa tắt đèn và đi nằm, thì tôi thấy xuyên qua lan can lều mình một luồng sáng củi. Chẳng bao lâu sau đó, tôi nghe giọng của Paul gọi tôi. Tôi đứng lên và khi tôi vừa mặc đồ thì Paul không tự chủ nổi nữa và muốn đứt hơi, nhảy lên ôm cổ tôi và nói với tôi, nào nào, Virginie đã đến rồi, chúng ta ra cảng, con tàu sẽ cập bến lúc rạng sáng. Ngay lập tức, chúng tôi lên đường khi chúng tôi băng qua rừng của núi dài và chúng tôi đã ở trên tuyến đường dẫn từ rừng bưởi ra cảng. Tôi nghe ai đó đi đằng sau chúng tôi, đó là một người da đen sải bước rất nhanh ngay khi anh ta đuổi kịp chúng tôi. Tôi hỏi anh ta từ đâu đến và anh ta đi đâu mà hối hả như vậy. Anh trả lời tôi từ khu phố đảo đến, tên là phố Phấn Vàng. Người ta cử tôi ra cảng báo cho ông thống đốc biết rằng một chiếc tàu Pháp sắp đến bỏ neo ở đảo Hổ Phách. Tàu bắn đại bác để cầu cứu vì biển rất xấu.
Người này đã nói thế rồi tiếp tục lên đường không dừng lại thêm. Lúc đó tôi nói với Paul, chúng ta hãy đi về khu phố phấn vàng để đón Virginie, chỉ cách đây 3 dặm thôi. Chúng tôi bắt đầu lên đường về hướng bắc của đảo. Trời nóng ngột ngạt, trăng đã lên, người ta thấy quanh dần trăng 3 quầng tròn lớn màu đen, bầu trời tối khiếp đảm. Người ta phân biệt được nhờ những ánh chớp thường xuyên, những dải mây dày u ám, thấp, đang chồng chất ở giữa đảo, và từ biển đến với vận tốc thật nhanh, dù ta không cảm nhận chút gió nào từ đất liền. Khi đi đường, chúng ta tưởng như nghe sấm cuộn. Khi dừng lại chăm chú, chúng tôi nhận ra đó là những phát đại bác xa xa, kết hợp với hình thái bầu trời giông tố. Khi tôi run rẩy, tôi không thể ngờ được khi thấy những dấu hiệu lâm nguy của một con tàu lạc hướng. Nửa giờ sau, chúng tôi không còn nghe gì nữa, và sự im lặng này đối với tôi còn đáng sợ hơn tiếng động hắc ám trước đó. Chúng tôi vội vã tiến tới mà không nói lời nào và không dám trao đổi với nhau những nỗi âu lo của mình. Khoảng nửa đêm, chúng tôi bơi đến bờ biển ở khu phấn vàng. Những cơn sóng dở ra ở nơi này với một tiếng ồn kinh khiếp. Chúng phủ lên những tảng đá và bãi sỏi, những lớp bọt màu trắng lóa và lấp lánh những tia lửa. Dù tối tăm nhưng chúng tôi vẫn phân biệt được nhờ những tia sáng lân tinh, những chiếc xuồng câu độc mộc mà người ta đã kéo lên cát trước đó. Cách chúng tôi một khoảng, ở lối vào rừng, có một ngọn lửa quanh đó có nhiều dân cư đã tụ họp. Chúng tôi nghỉ ngơi ở đó chờ trời sáng. Trong khi chúng tôi ngồi bên ngọn lửa, một trong các cư dân kể cho chúng tôi nghe rằng, vào buổi chiều anh ta đã thấy một chiếc tàu ở giữa biển bị cuốn lên đảo vì các đợt sóng, rồi ban đêm xuống nên anh ta không thấy con tàu nữa. 2 giờ sau khi mặt trời lặn, anh ta nghe bắt đại bác để cầu cứu. Nhưng biển quá xấu nên người ta không thể đưa tàu bè nào ra ngoài để đến nơi đó. Rằng chẳng bao lâu sau đó, anh ngỡ như thấy những ngọn đèn hiệu được thắp lên. Và trong trường hợp này, anh sợ rằng chiếc tàu đến rất gần bờ, không qua được giữa đất liền và đảo Hổ Phách, nên cập vào đảo Hổ Phách trong góc ngắm, mà gần đó các con tàu hay đến khi vào cảng lui. Nếu là như thế, mà anh ta thì không dám khẳng định, thì con tàu đang rất nguy khốn. Một cư dân khác tiếp lời và nói với chúng tôi rằng, y đã băng qua nhiều lần con kênh đạo ngăn cách đảo Hổ Phách ở phía đó, rằng y đã thăm dò rằng việc bỏ neo ở đó là rất tốt và chiếc tàu sẽ rất an toàn như trong một cảng tốt nhất. Tôi sẽ cá hết tài sản của mình, y nói thêm, và tôi sẽ ngủ yên như trên mặt đất. Một dân cư thứ ba nói không thể nào chiếc tàu này có thể vào sông đào, nơi chỉ có những chiếc tàu xà lúp với ly dừa. Ông ta đoán chắc rằng mình đã thấy tàu thả neo phía bên kia đảo Hổ Phách. Và nếu gió nổi lên vào buổi sáng, ở ngoài khơi hay đến đảo, những dân cư khác đưa ra những ý kiến khác nữa. Trong khi họ bàn cãi với nhau, theo phong tục của những người dân đảo, ăn không ngồi rồi, Paul và tôi, chúng tôi giữ im lặng. Chúng tôi vẫn ở đó cho đến khi rạng sáng, nhưng rất ít ánh sáng trên trời, nên người ta không thể phân biệt mục tiêu nào trên biển. Mặt khác, biển phủ đầy sương mù, chúng tôi chỉ thấy ngoài khơi một đám mây u ám mà người ta nói với chúng tôi đó là đảo Hổ Phách, tọa lạc ở 15 dặm cách bờ. Người ta chỉ thấy trong rạng sáng tối tăm mũi bờ biển nơi chúng tôi đứng và dài đỉnh núi phía trong đảo, thỉnh thoảng lại xuất hiện giữa đám mây đang bay lượn xung quanh. Khoảng 7 giờ sáng, chúng tôi nghe trong rừng một tiếng trống, đó là ông thống đốc, ông De La Bourdonnais đi ngựa đến theo sau là đội quân trang bị xuống trường. Và một số đông dân cư và người da đen, ông thu xếp cho lính tráng ở trên bờ biển và ra lệnh cho họ bắn súng đồng loạt. Khi họ vừa nổ súng thì chúng tôi thấy trên biển có một tia sáng, lập tức theo sau là một phát đại bác. Chúng tôi phán đoán rằng chiếc tàu ở không xa chúng tôi lắm, và tất cả chúng tôi đều chạy về phía mà chúng tôi thấy dấu hiệu của tàu. Lúc ấy chúng tôi thấy xuyên qua làn sương mù, thân tàu và cột một chiếc tàu lớn. Chúng tôi ở gần đến nỗi dù có tiếng sóng, chúng tôi vẫn nghe tiếng còi của thuyền trưởng chỉ huy mọi việc và tiếng la hét của các thủy thủ la lên 3 lần. Đức vua giáng tế, vì đó là tiếng kêu của những người Pháp khi gặp nguy hiểm cực độ, cũng như khi vui mừng cực độ. Như thế, trong nguy hiểm, họ gọi ông hoàng đến cứu họ, hay như thế họ muốn chứng tỏ rằng họ sẵn sàng chết vì ngài. Từ lúc thấy chiếc tàu Saint-Jean mà chúng tôi có thể cứu, tàu ngừng bắn đại bác cứ 3 phút một lần. Ông đợi là buộc Daniel cho thắp những ngọn lửa lớn cách khoảng nhau trên bãi sỏi và cứ đến nhà những người ở gần đấy tìm lương thực, dán dây thừng và những thùng tô nô rỗng. Chẳng bao lâu người ta thấy một đám đông đến,
cùng đi với những người da đen mang theo lương thực và buồm chảo từ khu phấn vàng, khu flắc, từ sông Thành Trì đến. Một trong những người dân sông Long Nam nhất đến gần ông thống đốc và nói với ông: "Thưa ông, người ta đang nghe suốt đêm những tiếng động khàn đặc trong núi, trong rừng, lá cây chuyển động mà không có gió. Chắc chắn tất cả những dấu hiệu này báo hiệu một cơn giông." "Vậy thì các bạn," ông thống đốc đáp, "chúng ta đã chuẩn bị và chắc chắn con tàu cũng vậy. Thật vậy, mọi người tuyên đoán một cơn giông sắp tới. Những đám mây mà người ta phân biệt được ở gió Tây đang có màu đen kinh khiếp và màu đồng ở xung quanh. Không khí vang vọng những tiếng kêu của chim hải âu, chim cốc biển, chim mỏ to và nhiều loài chim biển khác, dù không khí tối tăm, dẫn đến từ các chân trời tìm nơi trú ẩn trên đảo. Khoảng 9 giờ sáng, người ta nghe từ phía biển những tiếng động kinh khiếp, như thể những thác nước hòa trộn với tiếng sấm đã cuộn từ trên núi cao. Mọi người kêu lên, đó là cơn giông. Và trong phút chốc, một cơn gió lốc xoáy khủng khiếp đã cuốn đi lớp sương mù đang bao phủ đảo Hổ Phách và con sông Đào. Chiếc tàu Saint-Jean lúc ấy lộ ra với bon tàu đầy người, những trục căng buồm và những chiếc dải cột buồm được căng trên bon thượng, cờ treo rủ, bốn sợi dây cáp đằng trước, một dây cáp giữ đằng sau. Tàu bó neo giữa đảo Hổ Phách và đất liền, bên kia dòng đá ngầm dây quanh đảo Île-de-France, và nó đã vượt qua đến một nơi mà trước đó không tàu nào đến. Tàu phô phần phía trước ra những con sóng từ biển đến, và mỗi cơn sóng nước vào trong sông Đào, mũi tàu đã nhấc lên toàn bộ, đến nỗi người ta thấy cả lòng tàu nhô lên không trung, nhưng trong động tác này thì đuôi tàu đang chìm xuống, mất hút đến đỉnh cột, như thể nó nổi lên mặt nước. Trong tư thế này, và ngọn gió và biển ném nó lên đất liền, không thể nào ra khỏi nơi nó đã đến, hoặc khi cắt dây cáp, nó sẽ rơi vào bờ và bị tách ra vì đá ngầm. Mỗi cơn sóng đến đập dở nát trên bờ, cứ tiến tới và gầm thét cho đến đá vịn nhỏ, và ném đá cụi lên đến 50 bộ trong đất liền. Rồi khi rút lui, cơn sóng để lộ một phần lớn lớp bờ biển, và chúng cuộn những hòn sỏi với những tiếng động khàn đặc và kinh khiếp. Biển bị gió đẩy lên, càng lúc càng phồng ra, và con sông Đào ở giữa hòn đảo này và đảo Hổ Phách chỉ là một lớp bọt trắng mênh mông, bị khoét sâu dưới những lớp sóng đen và sâu thẳm. Những lớp bọt này chồng chất trong đáy vịnh nhỏ, cao đến 6 bộ, và cơn gió quét sạch bề mặt, cuồn chung lên khỏi dốc đứng của bờ biển đến nửa dặm vào đất liền. Với những lớp bóng trăng xóa, không kể xiết, bị đuổi ra theo chiều ngang cho đến chân núi, người ta có thể nói rằng một lớp tuyết đã ra khỏi mặt biển. Chân trời cho thấy mọi dấu hiệu của một trận bão lớn, biển có vẻ lẫn lộn với trời, không ngừng nổi lên những đám mây có hình thù đáng sợ, băng qua đỉnh cao như vận tốc của chim, trong khi những đám mây khác dường như bất động như những tảng đá to. Người ta không thấy bầu trời có chút màu thiên thanh nào, chỉ một tia sáng màu ô liu nhạt và tái mét soi sáng mọi vật trên đất liền, biển và bầu trời. Khi con tàu đông đưa, điều mà người ta sợ đã xảy đến. Những sợi dây cáp phía trước tàu vỡ, và vì chúng chỉ còn giữ được một sợi dây duy nhất, tàu bị ném lên những tảng đá cách bờ chỉ nửa sải tay. Đó chỉ là một tiếng kêu đau đớn của tất cả chúng tôi. Bôn xích lao xuống biển, thì tôi tóm lấy tay chàng. "Con trai của ta," tôi nói với chàng, "con muốn chết sao? Cháu phải cứu cô ấy." Chàng hét lên, "hoặc là cháu sẽ chết." Vì quá tuyệt vọng nên chàng mất hết lý trí. Để đề phòng mất mát, Domain và tôi buộc vào thắt lưng chàng một sợi dây mà chúng tôi nắm lấy mỗi người một đầu. Lúc ấy Paul hướng về chiếc tàu Saint-Jean, khi thì bơi, khi thì đi trên những tảng đá ngầm. Đôi khi chàng hy vọng đến gần tàu, vì biển trong những đợt sóng không đều, để cho đường đến con tàu hầu như khô ráo khi người ta có thể đến đó bằng cách đi bộ. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, lại rút lui với một cơn cuồng nổ mới. Biển phủ lên tàu những dòm nước đồ sộ nhất cả phần trước của lòng tàu, và ném ra xa lên bờ cậu Paul đáng thương, chân chảy máu, ngực xây xác và suýt bị chìm. Khi chàng ta vừa lấy lại hoạt động của các giác quan, thì chàng nhổm lên và quay lại con tàu với một nhiệt tình mới. Tàu đã bị biển làm nứt toát vì những đợt rung lắc khủng khiếp. Cả thủy thủ đoàn tuyệt vọng vì không cứu nổi con tàu. Cả đám đông lao xuống biển trên những trục căng buồm, những tấm ván, những lồng gà, những chiếc bàn, những thùng tô lô. Người ta thấy đối tượng đáng thương hại nhất, một cô gái trẻ xuất hiện ở hành lang đuôi tàu Saint-Jean.
chìa tay về phía người đã cố hết sức đến gặp nàng. Đó là Virginie. Nàng đã nhận ra người yêu nhờ lòng kiên cường của chàng. Thấy được con người đáng yêu đó đang lâm nguy một cách khủng khiếp, khiến chúng tôi tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Đối với Virginie, trong dáng vẻ cao quý và vững tin, nàng lấy tay ra hiệu cho chúng tôi, nói với chúng tôi một lời vĩnh biệt. Tất cả các thủy thủ đều nhảy xuống biển, chỉ còn một người trên bon tàu trần truồng và căng thẳng như Erquin. Anh ta đến gần Virginie rất cung kính. Chúng tôi thấy anh ta quỳ gối xuống trước nàng và cố gắng cởi quần áo nàng, nhưng nàng đẩy anh ta ra đầy phẩm giá, quay mắt khỏi anh ta. Người ta nghe ngay lập tức những tiếng la hét nhiều gấp bội của các khán giả: "Hãy cứu cô ấy, hãy cứu cô ấy!" Nhưng lúc này một ngọn núi nước lớn khủng khiếp đã nhấn chìm về phía đảo Hổ Phách và bờ biển, và vừa tiến tới vừa gầm thét về phía chiếc tàu mà đã dùng những chiếc sườn đen và đỉnh sóng trào bọt để đe dọa. Khi thấy cảnh khủng khiếp ấy, người thủy thủ một mình lao xuống biển, và Virginie thấy cái chết là không thể tránh khỏi, đặt một bàn tay lên trang phục, tay kia lên trái tim, và ngước cặp mắt thanh thản nhìn lên cao như một thiên thần bay lên trời. Ôi, một ngày khủng khiếp! Thang ôi, mọi thứ đều bị nuốt chửng. Con sông ném nước lên đất liền một phần khán giả, mà luồng sóng nhân đạo đã tiến về Virginie, cũng như người thủy thủ đã muốn bơi cứu nàng. Người đã thoát khỏi cái chết hầu như cầm chắc trong tay, quỳ gối trên cát và nói: "Ôi chúa tôi, ngài đã cứu mạng con, nhưng con sẵn sàng cho đi tính mạng của mình cho cô gái đầy phẩm giá đã không muốn cởi quần áo như con. Domem và tôi đã nhiều lần cát quân khốn khổ đang bất tỉnh, chảy máu ở miệng và tai. Ông thống đốc gửi chàng các bác sĩ phẫu thuật và cùng chúng tôi tìm dọc bờ biển xem có thi thể của Virginie dạt vào không. Nhưng gió đã bất ngờ xoay chiều, như khi gió đến trong cơn giông, chúng tôi đau buồn khi nghĩ rằng mình không thể hoàn thành bổn phận xây mộ cho nàng. Chúng tôi rời xa nơi đó, lòng đắng trĩu bối rối, tâm trí bị một nỗi mất mát như thế tác động. Trong một trận đấm tạ mà đa số mọi người đều tử nạn, đa số ngờ rằng sau kết thúc hắc án của một cô gái đức hạnh như thế thì liệu có tạo quá hay không, vì có những điều xấu rất khủng khiếp và không xứng đáng, và hy vọng của người khôn ngoan nhất cũng lay chuyển. Tuy nhiên, người ta đã đưa Paul bắt đầu hồi tỉnh vào một căn nhà lân cận cho đến khi chàng khá tỉnh táo để có thể đưa chàng về nhà. Đối với tôi quay lại với Domain để chuẩn bị báo cho mẹ của Virginie và bà bạn của bà về sự kiện tàn hại này. Khi chúng tôi đến cửa thung lũng sông cây cỏ, những người da đen nói với chúng tôi rằng biển đã cuốn nhiều mảnh vụn của tàu lên bãi đối diện. Chúng tôi xuống đấy, và một trong những đối tượng đầu tiên mà chúng tôi thấy trên bờ biển là thi thể của Virginie. Nàng bị dùi nửa người trong cát, trong tư thế mà chúng tôi đã thấy nàng gặp nguy khốn. Những đường nét của nàng không hề biến đổi, cặp mắt nàng đã khép lại, nhưng vẻ thanh thản vẫn còn trong dần trán. Chỉ là màu tím nhạt của cái chết đã hòa lẫn trên đôi má với màu hồng trong trắng. Một trong những bàn tay nàng đặt trên trang phục và tay kia mà nàng áp lên trái tim đã khép chặt và cứng đờ. Tôi khó nhọc lắm mới gỡ ra được một cái hộp nhỏ trong tay, nhưng tôi ngạc nhiên làm sao khi tôi thấy rằng đó là bức chân dung của Paul mà nàng đã hứa không bao giờ bỏ đi chừng nào nàng còn sống. Khi thấy dấu hiệu tình yêu kiên định sau cùng này của cô gái bất hạnh, tôi khóc cay đắng. Đối với Domain, ông đấm ngực và xé không trung bằng những tiếng la hét đau đớn. Chúng tôi mang thi thể của Virginie vào một túp lều đánh cá, nơi chúng tôi nhờ các bà lực lưỡng đáng thương lau rửa cho nàng. Trong khi họ làm công việc đáng buồn này, chúng tôi rung bắn leo lên nhà. Chúng tôi thấy ở đấy bà De La Tour và Marguerite đang cầu nguyện khi chờ đợi tin tức của chiếc tàu. Ngay khi bà De La Tour thấy tôi, bà kêu lên: "Con gái tôi đâu? Con gái thân yêu của tôi, đứa con của tôi!" Không thể ngờ được nỗi đau của bà khi thấy tôi im lặng và khóc, và nghẹn lời và khắc khỏi đau đớn. Giọng bà chỉ còn nghe được những tiếng thở dài và khóc nức nở. Đối với Marguerite, bà kêu lên: "Con trai tôi đâu? Tôi không thấy con trai tôi!" Và bà ngất xỉu. Chúng tôi chạy đến với bà và vừa lai gọi bà tỉnh lại. Tôi đảm bảo với bà rằng Paul vẫn sống và ông thống đốc đang săn sóc chàng. Bà chỉ hồi phục đi săn sóc bà bạn, cứ thỉnh thoảng lại ngất đi rất lâu. Bà De La Tour qua cả đêm trong những nỗi đau tàn khốc, và qua những giai đoạn triền miên đó mà tôi phán đoán rằng không có nỗi đau nào ngang bằng được với nỗi đau của người mẹ. Khi bà hồi tỉnh, bà quay nhìn chăm chăm và buồn bã lên trời. Bà bạn của bà và tôi hoài công siết chặt tay bà trong tay chúng tôi. Chúng tôi hoài công gọi bà bằng những cái tên âu yếm nhất,
bà có vẻ như vô cảm với những biểu hiện của tình cảm trường quán của chúng tôi, và từ lòng ngực nặng trĩu của bà chỉ thoát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc. Ngay từ buổi sáng, người ta mang Von về trên một chiếc cáng. Chàng đã hồi tỉnh nhưng chàng không thể nói một lời nào. Khi chàng vừa gặp mẹ mình và bà Latour, và tôi đã nghi ngại ngay từ đầu, tạo ra một tác dụng còn lớn hơn mọi hành động chăm sóc của tôi cho đến lúc đó. Một tia an ủi hiện ra trên nét mặt của hai người mẹ đau đớn. Họ đến bên chàng, ôm chàng trong tay, hôn chàng, và những giọt nước mắt của họ đã ngưng lại cho đến lúc đó vì quá đau đớn, lại bắt đầu tuôn chảy. Phôn hòa vào đấy những giọt nước mắt của mình, tự nhiên được an ủi trong ba người bất hạnh, một sự nguôi ngoai nối tiếp theo tình trạng co quắp vì quá đau đớn, và cung cấp cho họ một sự nghỉ ngơi đờ đẫn, trên thực tế rất giống như cái chết. Ông De La Bourdonnais cử tôi kính đáo báo rằng thi thể của Virginie đã được mang tới thành phố theo lệnh của ông, và ở đó người ta sẽ chuyển nàng đến nhà thờ bưởi. Tôi xuống ngay cảng Louis, nơi tôi tìm thấy các cư dân ở các khu phố tụ họp lại để đi tham dự lễ an táng, như thể hòn đảo đã mất một người thân yêu nhất. Trong cảng, những chiếc tàu co, những trục căng buồm chéo nhau, những cờ hiệu treo rủ và bắn đại bác cách khoảng dài. Những người lính tinh nhuệ diễu hành trước đám rước. Họ mang súng trường hạ xuống, những chiếc trống của họ phủ những tấm nhiễu dài, chỉ cho nghe những âm thanh tan tóc, và người ta thấy vẻ đau đớn trong những đường nét của các chiến binh đã nhiều lần giáp mặt với chết chóc trong các trận chiến mà không đổi sắc mặt. Tám cô thiếu nữ danh giá nhất ở đảo, mặc đồ trắng và cầm những cành cỏ trên tay, mang thi thể của cô bạn gái đức hạnh phủ đầy hoa. Một dàn đầu ca trẻ em đi theo họ và hát những bài thánh ca. Theo sau họ là những người ở đảo, được coi là thanh lịch nhất trong số các dân cư và trong bộ tham mưu. Theo sau đoàn người này là ông thống đốc, theo sau là một đám đông dân chúng. Đó là những gì nền hành chánh đã ra lệnh để tôn vinh cho đức hạnh của Virginie. Nhưng khi thi thể đến chân núi, khi thấy cùng một túp lều đã từng làm nên hạnh phúc của nàng, và cái chết giờ đây chất đầy tuyệt vọng, cả đám rước rình rang này náo loạn. Những bài thánh ca và tiếng hát ngừng lại, người ta chỉ còn nghe ngoài đồng những tiếng thở dài và những tiếng khóc nức nở. Người ta thấy các cô gái trong nhóm người này chạy ùa tới những ngôi nhà lân cận để lấy khăn tay, chuỗi tràng hạt và vòng qua sờ vào quan tài của Virginie và gọi nàng như một thánh nữ. Các bà mẹ yêu cầu Chúa có một cô con gái như nàng, các chàng trai thì muốn có tình lương kiên trinh như thế, những người nghèo thì muốn có một cô bạn dịu dàng như thế, những người nô lệ thì muốn có một cô chủ tốt như thế. Khi nàng đến mộ địa, các nô lệ da đen ở Madagascar và người da đen ở Mozambique đặt quanh nàng những rổ trái cây và treo những mảnh vải lên những cái cây gần đó. Theo tục lệ trong xứ, những người Ấn Độ ở Bengal và phía Malabar mang đến những cái lồng đầy chim mà họ thả tự do trên thi thể nàng. Khi sự mất mát một người đáng yêu, quan tâm đến mọi dân tộc và thật lớn biết bao quyền năng của đạo đức khốn khổ vì nàng tập hợp tất cả mọi tôn giáo quanh mộ của mình, phải cảnh giác bên cạnh việc mộ và xua đuổi vài cô gái dân nghèo muốn hết sức lao xuống, nói rằng các cô không còn gì để hy vọng trên thế gian này và họ chỉ có nước chết với cô gái là ân nhân duy nhất của họ. Người ta chôn nàng gần nhà thờ bưởi về phía tây dưới chân một rặng tre, nơi mà khi đi thánh lễ với mẹ nàng và Marguerite, nàng thích nghỉ ngơi ngồi bên cạnh người mà nàng gọi là anh mình. Khi từ đá vang về, ông De La Bourdonnais lên đây, theo sau là một phần đám rước đông đảo của mình. Ông trao cho bà De La Tour và bạn của bà mọi sự cứu giúp tùy thuộc vào ông.